Xin chào các bạn. Thì có nhiều anh em tài xế, người mua hàng thì có nói mình là tại sao cặp còi như vậy lại bán giá hơn 4 triệu mắc như vậy. Thì mình cũng nói luôn là mắc hay rẻ đó là cảm nhận của mỗi người. Thì cặp còi như vậy thì cách đây hơn 2 năm thì nó có giá hơn 2 triệu xí thôi. Nhưng mà anh em cũng phải hiểu là đợt này vật giá leo thang, nên là còi nhập vô cũng đã cao mà số lượng còi hiện tại đang còn cũng rất ít. Nên là mình dễ bán giá hơn 4 triệu một cặp này. Đó là làm xong xuôi. Thì mắc hay rẻ là cảm nhận của mỗi người. Nhưng mà chất lượng thì các bạn dùng rồi sẽ hiểu tại sao có nhiều người ta có thể bỏ ra 4 triệu người ta mua. Người ta chơi và người ta mua một cặp, người ta mua thêm 2 cặp, 3 cặp cho đủ cho dàn xe của họ. Thì cũng khá nhiều anh em bán giống như mình thôi, cũng có giá hơn đó. Nhưng mà mỗi cách làm của mỗi anh em thì khác nhau. Cái đó thì mình tôn trọng nên mình không có nói gì hết. Với lại là mình cũng buôn bán nhỏ lẻ, mình cũng không phải gọi là đại lý quá lớn gì. Nhưng mà giá thị trường chung thì là hơn 4 triệu rồi. Thì mình đang bán cặp này gần 4 triệu rưỡi nha anh em. Đó, các bạn có thể nhìn một vòng này. Nói chung là bán với giá là hơn 4 triệu. Nhưng mà các bạn được gì là được một bộ kèn chất lượng, rồi kèm theo đó là chế độ bảo hành nha. Thật sự cái chế độ bảo hành này nè, các bạn mua còi dùng mà bị xì rơ le hay này nọ, trong vòng 3 tháng mình sẽ đổi mới cho các bạn. Còn cái tiếng á, lỡ may nó bị, không phải 10 cặp mình làm là ra là 2 cặp 10 đâu các bạn à, thì đôi lúc sẽ bị 1-2 cặp tiếng nó không được hay. Thì các bạn có thể gửi lên ship code lên cho mình cái cặp đít này thì mình sẽ làm lại cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ nha. Hiện tại số lượng còi của mình đang có thì rất là ít. Nhưng mà mình không có phải lúc mà nhân tiện còi ít mà mình tăng giá cao nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn ngày mới lái xe an toàn nha.